chia sẻ livestream giúp em nha mọi người. Đó, chia sẻ livestream giùm em nha. Hello, mời cô gái đang xem. Hello, like trước ba mẫu nhiều con chào cô hoài. Bà này lúc nào cũng vô con chào cô, nó thằng mẹo luôn á. Rồi, chia sẻ like một lần và cho một đồng hồ nhóm lên hàng cho mấy chị này. Hello mọi người nha. Hôm nay hàng mới nhiều lắm luôn, cái sẽ đã mặc về lại rồi mọi người, 135.000 nè. Hot lắm luôn á, cháy hàng luôn. 135.000 về lại cho mấy chị yêu nè. 135.000 sẽ đang mặc rất là dễ thương nha. Rất là dễ thương luôn, có đủ màu về, có màu mới luôn mấy chị. Có màu mới đẹp lắm. Màu Quảng Châu một số luôn, màu vàng nè. Màu vàng, màu rêu nè, màu này là màu kem nè. Có màu nu nè, màu mới màu nu nè, màu tím màu mới nè. Màu tím là màu xanh rêu. Rồi chốt cho em sẽ đang mặc 135.000. Trời ơi đẹp lắm luôn á. 135.000 kèm màu kèm này chị tốt hại. Cái phong này áo này, cái sách này về lại cho mấy chị á. Chứ làm cháy hàng luôn, cái này đẹp lắm. Hàng bán xốp luôn nha mọi người, cái vải giùm em nha. Đó, vải bán xốp cho em luôn. Không phải bán 135.000 đâu. Cái này người ta bán 250.000 cho em. Là 40 mẫu khác nhau. Hoa hồ mà lượt. Đi quý tên 119.000. Trắng đen thấy vi luôn, ok thấy vi. Đây trắng với đen luôn. Ok thấy vi nè. Cái này cũng để giá. Coi nu nè, trời ơi, đẹp lắm luôn, còn trắng với nu. Còn trắng với nu thôi nha mọi người. Còn trắng với nu thôi nha. Còn trắng với nu thôi. Trời ơi, 119.000 cái set này má ơi, nó đỉnh cái bãi nè. Trời ơi là trời luôn á. Rồi 119.000. 119.000 còn trắng với nu thôi. Ủa bà này là cái set áo khoác hay là cái gì ta, màu xanh gì đó. Bà Nguyễn Trang bà lấy khoác xanh hay là cái gì vậy? Hay là đùi hàng rồi về lại được hai nè. Trời ơi đẹp chưa mấy chị, sơ mi đuổi Quảng Châu cái set nè mọi người ơi. Hàng Quảng Châu luôn, càng nút nha. Sơ mi mà cái phong nó xòe dập ly đẹp chưa. 109.000 mọi người ơi, quá đỉnh. Đằng sau có lưng thun 55kg về mặt đẹp. Quần đằng sau có lưng chui 55kg mặt đẹp. Em có màu nha, trắng 179, vàng 179, màu đen, màu cam. Còn mấy set à, trắng vàng đen cam em 109.000. Chốt đơn em 109.000 kèm màu. Trắng thì mình đi quen. Cái set này vải đẹp lắm luôn á, đuổi là không nhăn nha, đuổi này lại bao cho mấy chị là 115.000 em nha. Ở đầm cúc đầm tiệt kem màu hồng đẹp lắm luôn á. Trời ơi, màu hoàng nu nè, mẫu màu hồng là hết rồi, màu hồng đen các bạn cần. Set đang mặc có màu màu mới nè. Màu hồng, màu đã mặc màu vàng, màu này là màu hồng màu nâu. Màu mới đâu rồi đây. Màu vàng, màu nâu, màu rêu, màu kem. Màu màu nâu nè. Hạt vàng nâu rêu kem cho em luôn, không có màu đen nha. Không có màu đen 125.000. Cái này còn có 125.000. Không có màu. Em còn trắng xanh hồng ba màu nè. Trắng xanh hồng ba màu 115.000 nó cưng lắm. Mà qua mã luôn. Qua mã, qua mã. Đó, cái thứ Quảng Châu đi. Trời ơi, má ơi, đỉnh luôn nè. Cái này có 105.000 bao đỉnh luôn không? Áo trắng áo đen hai màu, bút body có đăng hình, quần bí đẹp lắm, 105.000, hàng Quảng Châu luôn, Quảng Châu xịn đẹp chỗ cái vải nè, ghiền chưa? Cái áo không là mua trăm mấy ngàn rồi, quần bí dễ thương ghê luôn á, trời ơi cái cưng này trời, quần bí nè, xòe ra thấy cưng không? 105.000 bí trắng bí đen hai màu, 60kg về vừa luôn, cái này nè. Không có ký thoải mái luôn nha. Rồi cho em xếp bí nè. Xòe body 89 màu đậm rồi gì bà. Ủa màu đậm này, cái màu gì tên màu đậm. Màu gì bà ơi, cái màu lại tôi đi rồi, có màu đậm đâu. Màu đậm là màu gì tôi không biết. Body có hai mẫu có tay với hai dây, bà lấy màu nào. Mẫu nào kèm màu thì tôi là tôi chốt liền cho bà thôi. Đơn giản thôi chứ có gì trơn á. Gì trơn ha. Trời ơi, lên cái mặt chị ơi, set này đâu rồi. Cái này Quảng Châu nè. Hốt nốt cho em nha. Trời ơi, 135.000, set dạ Quảng Châu 135. Set dạ Quảng Châu 135. Vì được 2 ri luôn á, tại nó đẹp quá trời luôn nè. Em thấy người ta bán tới là 250 một set nha, y chang luôn, không khác một chút nào cái vải như thế này. Và cái quần là may chất chịu chất tách ta luôn nè. Quần mặt bên trong mấy cái tách ta luôn, có lưng thun phía sau, coi dạng thoải mái nha. 130, cái mặt đẹp quần nó có lưng chui, coi dạng thoải mái luôn. Rồi chốt cho em nha, 135.000 kèm màu lên đơn. Dạ 135 hồng cho Sam Sam nè. Dạ 135 hồng cho Sam Sam nè. Hàng Quảng
trâu dày lắm, cất dạ dày lắm luôn á, cất dạ siêu dày luôn. Caro đen chị Minh Liên Nguyên lấy đúng không? Lấy ok mà em nha, Liên Nguyên lấy đen nè. Cái này không ai lấy là ổn nha, tại vì cái này em về 20 cái lột nó phải đẹp.